Các chị ơi, em Nhi đang mặc trên người mã sản phẩm là TTV1538 nha. Với tông nền màu hồng hoa 10 giờ cực kỳ nổi bật và cực kỳ sáng làn da cho mình đây ạ. Chất liệu vải đầm này TTV Store may cho các chị yêu là đủ trơn cao cấp, nhẹ nhàng, mềm mại, mát mẻ, đặc biệt là thấm hút mồ hôi siêu tốt, không cảm thấy bị nặng nề khi mình mặc lên các chị yêu nha. Form đầm này nhà em thiết kế cho các chị là xòe, rã eo ngang, túi sườn hai bên đầy đủ. Và điểm nhấn đầm này đơn giản thanh lịch là ở phần thân trên các chị yêu nha. Tạo kiểu xếp nhíu rất là lạ mắt cho mình luôn các chị yêu ơi. Size số 1538 em cũng đang có đầy đủ ạ. Từ 45kg đến 73kg là mình mặc vừa. Eo trên rốn tầm cỡ 90-91, quay đầu mặc thoải mái vi vu vô tư các chị yêu nha. Phía sau đầm này em vẫn kèm cho mình dây kéo đây. Và các chị ơi, nếu dáng người của mình có tròn trịa, mẩm mỉm, bụng dưới to, bắp tay to hoặc là đắp bắp đùi to thì mình cứ yên tâm sở hữu mẫu đầm này. Tại vì dáng đầm xòe này sẽ có độ nhẹ nhàng, xòe nhẹ nhàng vừa đủ, che được khuyết điểm cho mình siêu siêu tốt luôn các chị yêu ha. Bây giờ mình đặt hàng, mình cứ bình luận lên video này, các bạn tư vấn viên em sẽ hỗ trợ ngay và liền cho mình ạ. Các chị ơi, màu xanh rêu như thế này thì mình mặc lên cực kỳ gọn dáng luôn nha. Nếu dáng của mình bị bụng to, eo bánh mì hoặc là dáng của mình bị mất cân đối thì nhanh tay sở hữu mà sản phẩm TTV1538 này ạ. Thì đầm này em nhà em như thiết kế là phông xòe, có rã eo ngang. Đặc biệt đầm này là xòe nhẹ nhàng, xòe vừa đủ. Bên cạnh đó em sẽ có chiếc đen ở hai bên để đánh hông nhẹ, tạo dáng eo giả cho mình luôn các chị yêu ha. Phía sau kèm cho mình dây kéo đầy đủ như thế này. Và dĩ nhiên 1538 thì nhà em Nhi vẫn có túi sườn hai bên cho mình đấy ạ. Chất liệu vải em Nhi cực kỳ thích luôn, đó chính là đuổi trơn cao cấp. Vải mềm mại, nhẹ nhàng, mát mẻ, đặc biệt là kiểu như mặc như không mặc luôn các chị yêu ạ. Và tông màu xanh này các chị cứ yên tâm nha, da ngâm, da bánh mặt cứ yên tâm mà diện các chị yêu ơi. Size số thì là từ 45kg đến 73kg là mình mặc vừa. Và dĩ nhiên mà sản phẩm 1538 này ở tất cả 3 chi nhánh 3 cửa hàng đều đã có đầy đủ rồi. Các chị gần cửa hàng nhà em Nhi có thể là ghé trực tiếp để mình thử mẫu mã và mình trải nghiệm sản phẩm TTV1538 này nha. Còn nếu mà các chị ở xa thì mình theo dõi livestream, mình xem video này, mình cần hỗ trợ gì thêm nữa, bình luận lên video này, các bạn nhà em sẽ hỗ trợ ngay và liền cho mình ạ. Hiện tại, trên YouTube sẽ xóa các bình luận có chứa số điện thoại. Để đặt hàng hoặc muốn được tư vấn, các chị vui lòng nhớ mã sản phẩm và kết bạn nhắn tin vào Zalo 0356 116 937 để shop hỗ trợ chốt đơn ạ.